chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái các mẹo dân gian để áp dụng cho trẻ sơ sinh ấy. Mình chia sẻ với các mẹ với một số mẹo dân gian hay thì có thể áp dụng cho trẻ sơ sinh ngay cho với con mình. Thứ nhất đó là chữa bớt xanh, đỏ và đen. Với cái trường hợp này thì các bạn có thể dùng tôm tươi bóc vỏ. Một số bé thì khi mới sinh ra thì đã có bớt ở trên mặt này, hay là bớt màu xanh thì có thể phai dần khi bé lớn. Những cái bớt màu đỏ và đen ấy, thì nó sẽ không bị phai. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách dùng tôm tươi bóc vỏ như sau. Đó là các bạn mua tôm đồng tươi, cái loại vừa phải thôi, bóc vỏ này. Sau đó các bạn chà trực tiếp lên cái chỗ bớt. Sau đó dùng tôm tươi đã bóc vỏ nhúng vào cái nước chanh pha loãng các bạn nhé. Sau đó là các bạn chà lên bớt. Mỗi ngày các bạn chà từ 3 cho đến 5 con tôm trong khoảng đến 10 cho đến 15 phút mỗi ngày thì bớt nó sẽ mờ nhạt dần. Tiếp theo đó là có những bé thì hay bị ngủ hay là giật mình ấy, thì các bạn nên sử dụng là lá trầu không hơn nóng. Thì trong cái 3 tháng đầu mới sinh ấy, bé hay khóc đêm này hay là giật mình này, thì các bạn sử dụng lá trầu không hơ qua lửa, sau đó để nguội. Khi cái nguội thì bạn đừng để nguội hẳn, mà cứ khi cảm giác là vẫn còn ấm ấy nhé, phù hợp với cái độ da của bé. Sau đó rồi đắp lên rốn cho bé lúc mà bé ngủ. Cái mẹo tiếp theo mình chia sẻ cho đến các bạn đó là bé bị đầy bụng, táo bón và bị đi ngoài, thì các bạn có thể sử dụng mật ong. Các bạn dùng tăm bông thấm với mật ong, thụt nhẹ vào cái lỗ đít của bé, hoặc là dùng ngọn rau mùng tơi đã bóc vỏ để thụt cho bé. Tiếp theo đó là bé bị sốt thì các bạn cũng có thể dùng lá trầu tươi. Các bạn sử dụng lá trầu không, rửa sạch, cắt lấy 2 miếng, dán vào hai bên thái dương của bé. Khoảng 1 giờ sau khi lá trầu không khô ấy, nó bong ra thì bé đã được hạ sốt. Hoặc là có thể cho bé uống nước rau dấp cá để hạ sốt các bạn nhé. Nếu mà bé bị sốt cao quá thì các bạn có thể sử dụng lá nhọ nhồi hoặc là lá diếp cá cho bé uống nhanh chóng để hạ sốt. Đồng thời thì mẹ cũng có thể cho bé sát chanh này vào khuỷu tay này, khuỷu chân này, hay cái bên bẹn này, cái vùng da mỏng, để giúp bé hạ sốt hay là hạ nhiệt nhanh. Còn nếu mà bé đi tiêm phòng về mà bị sốt thì các bạn có thể dùng khoai tây đắp vào cái chỗ tiêm, nó cũng rất là nhanh hạ sốt. Tiếp theo đó là bé bị mọc răng mà không bị sốt. Để gặp phải trường hợp này các bạn có thể dùng lá hẹ này. Lá hẹ thì nó có cái tác dụng là kháng viêm, diệt khuẩn. Dùng trong cái trường hợp là trẻ bị viêm lợi này, răng đau nhất. Khi bé được 3 tháng 10 ngày thì các mẹ mua một ít lá hẹ tươi đem về rửa thật sạch. Bé trai thì dùng 7 lá, bé gái thì dùng 9 lá, cắt nhuyễn, giã nhỏ, vắt nước và cho lá hẹ vào chén sạch. Sau khi mà bé bú khoảng 30 phút xong thì mẹ rửa tay sạch này, dùng cái gạc tiệt trùng vào đầu ngón tay chọn, sau đó lấy ngón tay cuốn gạc chấm vào chén cái nước cốt lá hẹ mà các bạn vừa vắt đấy. Thì các mẹ dùng góc ngón tay nhẹ nhàng chấm hẹ và đưa vào miệng trẻ và bắt đầu là sát cái vùng lợi trên ý, cái vùng lợi của dưới và của bé đến vài lần. Và tiếp theo đó là khi bé bị đi ngoài phân sống. Nếu mà bé bị đi ngoài phân sống, cái là hiện tượng ăn gì ra đấy, pha lẫn thức ăn với bốc mùi chua ấy, thì đôi khi có bọt. Nếu mà tiến hành làm xét nghiệm cặn dư thì bạn sẽ thấy là phân của bé vẫn còn các nhiều chất đạm này, tinh bột này và mỡ, hay gọi là
nói chung gọi chung nó là phân sống. Vì vậy cho nên là các bạn đừng lo lắng mà hãy vội, hay là đừng có vội vàng cho bạn bè uống kháng sinh để làm cái tổn thương hệ tiêu hóa non nớt của bé nhá. Đối với cái trường hợp này thì các bạn có thể sử dụng các bài thuốc dân gian thân thiện với bé để cái hệ tiêu hóa của bé được tốt hơn. Với cái trường hợp bé đi ngoài phân sống thì các bạn có thể sử dụng các bài thuốc từ chuối này, hay là cà rốt. Thì các bạn có thể sử dụng là hấp chín nhừ một củ cà rốt để nguyên vỏ các bạn nhé. Sau khi đó thì cà rốt đã nhừ thì các bạn đem xay nhuyễn với chuối, thêm một vài hạt muối thì cho bé dùng vào các vào giữa các bữa chính, dùng liên tục trong vòng 3 ngày thì các bạn sẽ thấy hiệu quả rất là rõ. Hay là các bạn sử dụng hồng xiêm. Cái cách dùng là các bạn cũng dùng một quả hồng xiêm khoảng 20g, rửa sạch rồi cắt thành múi cao cắt mỏng và đem đun nước với 200ml nước, cho bé uống mỗi ngày 2 lần, uống trong vòng 2 ngày thì cái tình trạng phân sống của bé nó sẽ bị giảm. Tiếp theo đó là bé bị nanh sữa. Các bạn sử dụng cỏ mực hay là còn gọi là cỏ nhọn nhồi, dã nhuyễn, lấy nước rơ lưỡi cho bé và những cái nanh sữa nó sẽ xẹp dần xuống. Tiếp theo đó là bé bị ho. Các bạn lấy một phần của quả lê, lấy cả vỏ hoặc là quả quất này hay là lá hẹ hấp cách thủy với mật ong, cho bé uống nước lê hấp mật ong thì bé sẽ khỏi ho. Khi bé bị nấc thì các bạn lấy một mẫu chiếu cói khoảng 1cm các bạn nhé, cắn dập một đầu rồi dán lên trán bé thì một lúc sau là bé sẽ hết nấc. Hay là có nhiều bé là ở trên đầu là bị cứt trâu ở đầu ấy, thì các bạn dùng lá chè tươi này nấu nước này, sau đó gội đầu cho bé, cứt trâu sẽ dần biến mất và da đầu sẽ sáng bóng. Cái có những trường hợp là trước khi đi đám cưới, đi đám ma về, đám ma hay là đám cưới hay là cái chỗ đông người, trước khi vào nhà thì các bạn nên là hơ đốt lửa này, hơ qua chân tay, tắm rửa sạch sẽ trước khi về bé. Nếu có người đến thăm, khi họ ra về bé mà có các hiện tượng như là quấy khóc này, thì các bạn hãy lấy một con dao để đầu giường hoặc là gầm giường để cho bé. Còn nếu như mà các bạn bé là đến chỗ đông người thì hãy lấy lá trầu vo nát bỏ vào túi áo của bé. Hoặc là nếu mà bé ra ngoài về buổi tối thì các bạn chỉ lấy nhánh tỏi này cho vào túi áo của bé. Tiếp theo đó là bé bị cảm cúm và chảy nước mũi. Các bạn sử dụng tép tỏi nướng, dã nát hòa với nước và cho bé uống 2 lần trên một ngày. Tiếp theo đó là chữa bé bị vặn mình và gồng đỏ mặt. Có rất nhiều bé bị cái hiện tượng đó là bé cứ vặn mình, gồng dặn cho đến đỏ hết cả mặt. Thì cái mẹ dân gian đó là các bạn là các mẹ lấy một chiếc dây thừng buộc bò, cắt một đoạn rồi vứt vào gầm giường. Tuy nhiên đây chỉ là cái cách mẹ đa phần nguyên nhân khiến bé vặn mình ngủ không ngon giấc là do thiếu canxi, nên các mẹ lưu ý là bổ sung canxi cho bé. Trên đây là những chia sẻ của mình về các mẹo dân gian để áp dụng cho trẻ sơ sinh. Các mẹ hãy ghi nhớ để những lúc mà bé nhà mình có các dấu hiệu mà mình chia sẻ trên thì hãy áp dụng để bé có một cái cách đạt hiệu quả tốt nhất mà không phải sử dụng nhiều đến các chất kháng sinh. Chúc các mẹ thành công trong cuộc sống.